Mời bạn nam. Mời bạn nữ. Rồi mình giới thiệu tên tuổi đi em, mời bạn nữ. Dạ, em chào chị Cát Tường, em chào anh Quỳnh Linh và bạn nam bên kia và cùng toàn thể quý vị khán giả đang xem chương trình ạ. Em tên là Nguyễn Cao Ngân Vi, năm nay em 27 tuổi. Em hiện là giáo viên dạy mỹ thuật tại thành phố Hồ Chí Minh. Quê của em thì ở Bình Thuận. Rồi, mời bạn trai. Dạ, em xin chào anh Quỳnh Linh, chào chị Cát Tường, chào quý vị khán giả và chào bạn gái bên kia. Em xin tự giới thiệu, em tên là Dương Văn Đô, năm nay em 29 tuổi. Hiện đang làm nhân viên kỹ thuật tại trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật và Du lịch Sài Gòn. Em hiện tại đang ở quận 12 và em đến từ Đắk Lắk. Bên đây mỹ thuật, bên kia kỹ thuật, giống nhau được chữ thuật. Ưu điểm khuyết điểm của em là gì đi? Dạ, em có ưu điểm là hòa đồng, vui vẻ, sống thì cũng biết quan tâm với mọi người xung quanh. Khuyết điểm? Dạ, khuyết điểm là em lười vận động, thích ngủ nữa chị. Với lại khi mà yêu một ai đó thì em đặt niềm tin người đó rất là nhiều. Cho nên khi mà bị chia tay hay là gì đó thì em cảm thấy là đau buồn và nặng lòng. À, rồi mời bạn trai. Ưu điểm khuyết điểm của em là gì? Dạ, thưa, ưu điểm của em là tính tình thì vui vẻ hòa đồng, biết nấu ăn, biết chơi nhiều môn thể thao và thích đi du lịch. Khuyết điểm? Dạ, khuyết điểm của em là khi mà em quen một ai đó thì em ít thể hiện tình cảm ra bên ngoài. Trong cái công việc thì em ít nói. Không thể hiện tình cảm ra ngoài thì em thể hiện gì để cho tao biết mình yêu mình? Dạ không, ít mình ít thôi anh. Người phụ nữ cũng mong muốn tình yêu mà phải thể hiện ra bên ngoài hoặc là làm cái gì đó. Dạ không, mình ít thể hiện bằng lời nói nhưng mà mình có thể thể hiện bằng hành động. À đúng rồi, cũng phải thể hiện cho tao biết ha. Mình đã trải qua mấy mối tình rồi? Tại là đã trải qua một mối tình, quen được hơn một năm thì em đang còn là sinh viên. Nói chung là chưa chín chắn lắm, còn sinh viên mà. Rồi gái, mình trải qua mấy mối tình rồi? Em trải qua hai mối tình. Dạ, mối tình gần đây nhất là em chia tay được một năm. Quen được bao lâu? Dạ em quen gần được 3 năm. Lý do tại sao mình chia tay? Người đó không có chung thủy á chị. Có nghĩa là lăng nhăng á. Khi mà em phát hiện ra được thì em không muốn quen nữa. Em bắt gặp hay là em nghe? Dạ ai em bắt gặp. Thế bây giờ thì vết thương nó đã lành chưa? Bây giờ thì em cảm thấy thoải mái, không còn gì để liên tiếp nữa. Sẵn sàng tiếp đón một tình yêu mới đúng không? Em có phải là người lãng mạn không? Cũng có nhưng mà không có nhiều lắm đâu chị. Bạn trai, mình có lãng mạn không em? Dạ không chị ơi. Thường kỹ thuật khô khan lắm. Nhưng mà nãy bà nói ít chia sẻ đó, ít có thể hiện luôn. Muốn đi tìm một nửa yêu thương của mình như thế nào? Chị mong muốn có một bạn gái có tính cách vui vẻ, hòa đồng, biết quan tâm tới người khác, có thể mà nói nhiều một chút, hay nói chuyện. Đừng có giận dai. Đừng có giận dai. Em không có. Mẫu giận hình dai. Lý tưởng của em có thể là ai không? Khởi mi vậy. Khởi mi. Bên kia khởi nghĩa được không? Nói chung là cứ vui như khởi mi là được. Vui như khởi mi là được. Khởi gì cũng được hết. Rồi. Bạn gái, mẫu người bạn trai của em tìm là người như thế nào? Dạ, về tính cách á thì em thích một người là chung tình, có nói chuyện thì không có được nổ. Về ngoại hình á là người tóc thẳng, trán không có quá cao. Tóc thẳng? Tóc thẳng chị, không thẳng, có tóc xoăn thẳng. Không có xoăn, chỉ có hai ba cọng đằng sau xoăn. Rồi gì nữa? Mũi thì bình thường cũng được, mắt hai mí. Trời, cô này chi tiết dữ. Mắt hai mí được. Khuôn mặt á thì có khuôn mặt gương, mặt chữ điền. Dài quá chị không nhớ nổi, để chị qua chị coi từng món một. Dạ chị giống món nào cũng đủ hết trơn. Để ai vậy? Dạ em vẽ người mẫu lý tưởng của em. Hay là người yêu lý tưởng của em phải dạ, không? Đúng rồi, thôi, người trong mơ của em á chị. Tóc. Ồ, tóc giống á quý vị. Mắt đâu? Mắt giống à. Được à, lỗ mũi bự giống. Cái môi trái ấu vảnh vảnh. Trời ơi giống á. Giống à. Rồi lỗ tai, mặt mày. Anh thấy giống khoảng 80% trở lên. Nè, em đó, ta vẽ em đó. Như nằm mơ thấy chứ sao không ơi. Giống không? Giống không em? Có đặc điểm hơi giống. Chỉ có mỏ hơi nhọn thôi. Nó được rồi, đây, giữ làm kỷ niệm rồi. Ngày đầu tiên. Được rồi, bao lâu em tiến tới hôn nhân? Nói chung là do cái sự tìm hiểu của hai bên thôi chị. Tầm khoảng 2 năm. Nhưng mà mình đã chuẩn bị gì cho kết hôn chưa? Đầy đủ đó. Lập nghiệp ở đâu? Dạ, ở Sài Gòn chị. Mình đã có dự kiến là mua nhà, mua cửa gì chưa? Bao nhiêu năm nữa thì mình thực hiện được? Dạ, thì hiện tại thì cũng có một cái lô đất ở trên thành phố mới. Tương lai nếu mà muốn lập nghiệp ở đây thì mình phải di dời. Rồi, nhưng mà em dành cho thời gian cho bạn gái, em quan tâm bạn gái như thế nào? Tức là quan tâm như thế nào? Dạ đúng rồi, thì thường thì chẳng hạn như là mình thường xuyên nhắn tin, chia sẻ những cái vui buồn gì trong cuộc sống chẳng hạn. Mình có thể thường xuyên đi xem phim, nói chuyện nhiều hơn. Dạ, nói chung là gặp mặt nhau dạ, nhiều. Dạ đúng rồi, mình dành nhiều thời gian cho bạn gái mình hơn. Mua tặng quà không? Dạ, nói chung là khi nào mà nhiều tiền thì mua tặng, khi nào ít tiền thì thôi. Chia tay có đòi quà không? Dạ. Thì chắc chắn là bạn gái đó là chắc chắn đòi quà hả? Không.
Ý là em muốn thể hiện cái tình yêu ấy, là trên cái phương diện là tình cảm là nhiều. Nên khi yêu em sẽ không tặng những cái gì mà vàng, bạc, cái gì mà thiên về vật chất. Em tặng những cái gì ý nghĩa thôi. Nên chắc cũng chả có gì đâu mà đòi. Mà có thì chẳng nữa cũng không đòi. Thì mình tặng rồi có gì đâu đòi. Mà nói chung là không có. Nói chung là không có, dạ, đúng rồi. Nhưng mà rồi mấy mốt lấy nhau về thì trong kinh tế trong nhà thì ai quản lý? Dạ nói chung là để vợ ơi, chị ơi. Là hậu phương là đưa cho vợ giữ hết tiền hả anh hay sao anh? Đưa vợ giữ hết tiền hay sao? Dạ đúng rồi, lâu lâu cho em ít ít em muốn cà phê rồi chứ đâu còn gì. Vậy là quá được rồi. Quá được rồi ha. Em chào anh Nguyên Linh. Rồi em, đoán xem ấy là người như thế nào? Em nghĩ là anh ấy là người khá là chững chạc. Rất là kỹ lưỡng luôn, chững chạc. Em không thích cái tật xấu gì của người đàn ông? Ở dơ. Ở dơ. Không, sạch sẽ, gọn ghẽ. Dạ. Được, anh thấy anh này cũng hiền chững chạc. Thôi, bây giờ mình hỏi ý kiến người thân, sau đó mình cho gặp gỡ nha. Nay em gái đi với ai nè? Dạ, em đi với lại chị gái, với lại sếp, với lại bạn của em. Em xin chào chị Cát Tường, anh Quyền Linh và em trai. Em thấy thì bạn trai này cũng trầm tính, hòa đồng. Ngoại hình thì có lẽ là cái mức tiêu chuẩn mà Út ở nhà đặt ra thì có lẽ em đã đạt được đến 2/3. Chị thấy nghĩ là hai em có thể là bổ sung cho nhau. Út á, lười vận động á, thì em là thích thể thao. Không biết là em có nóng tính không? Dạ cũng không nóng đâu chị. Có nhưng mà trong công việc thôi. Việc xong là mình phải thôi ngay. Dân kỹ thuật là phải vậy. Tại vì Út nhà chị thì cũng có một chút hơi nóng tính. Thì chị nghĩ nếu mà hai em mà tiến tới mà tìm hiểu nhau hoặc là đi đến hôn nhân thì chị nghĩ là phải một trong hai phải nhường nhau một chút. Cảm ơn chị. Rồi anh trai, em đi với ai? Dạ em đi với hai người bạn thân của em. Xin chào anh Quyền Linh, chị Cát Tường và quý vị khán giả. Đó, Đô thì có tính tự lập rất là cao. Đô rất là biết quan tâm, chia sẻ với bạn bè. Đó, nhiều lúc công việc nô bu nhưng về nhà thì anh em rất là hay tâm sự. Lợi thế nữa là thích nấu ăn. Đa số là Đô nấu ăn cho em không ạ? Trời, giỏi vậy ta. Bạn nữ bên này thì em thấy tính tình rất là vui vẻ, cởi mở, hòa đồng. Và cái bức hình mà em đưa ra cho mọi người xem á, thì anh thấy khoảng 80% giống với yêu cầu của em đặt ra. Nếu mà đến được với nhau á, thì anh mong thì em có thể là đừng gò bó Đô quá. Cho Đô đi ăn nhậu với bọn anh chẳng hạn. Đó, nhưng cái này em yên tâm đi, Đô thì uống 1-2 chai là thôi à. Cái này được. Mong hai bạn hãy cho nhau một cơ hội. Rồi, cảm ơn bạn. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ mở hàng rào cho hai bên gặp mặt. Rồi. Em có món quà muốn tặng cho anh? Cảm ơn em. Cái này là do em tự vẽ. Ở đằng sau có một bài thơ em có làm. Anh cũng có món quà tặng em. Wow, vậy em cảm ơn anh. Quá đẹp. Anh có thể đọc bài thơ lên được không ạ? Gửi anh nhành lan tím, màu tím của thủy chung, để anh mãi nhớ nhung, nắm tay em theo cùng. Phải bài thơ đó không em? Dạ, bài thơ em làm. Là bài thơ cũng là một cái lời mà em muốn gửi đến anh. Cầm chi rất ngực vậy? Ông này đúng không lãng mạn chút nào luôn á thật. Em cho anh hỏi chút là cái mẫu người lý tưởng của em là gì? Mẫu người đàn ông mà lý tưởng của em là gì? Đó là cái hình đó. Dạ. Dạ giống như anh vậy đó. Dạ. Tôi nói thiệt á, mở màn ra mà hỏi mà hình mẫu lý tưởng của em thế nào mà giống như anh là hạnh phúc quá trời quá đất luôn rồi. Tôi cãi tôi hung liền luôn. Nhưng mà giờ bạn gái cảm nhận là anh này với cái bức tranh em vẽ giống nhau không? Dạ có nét giống chị. Giống đúng không? Dạ, em không thể ngờ là nó giống. Em vẽ cái đầu tóc cũng y chang luôn. Nhưng mà em vẽ lúc đó em tưởng tượng thế nào? Lúc đó ban đêm hay ban ngày hay lúc khuya? Dạ em nằm mơ em thấy á. Nằm mơ? À nằm mơ thấy hả? Tưởng tượng hơi giỏi đó. Cái nhìn đầu tiên anh cảm nhận với em là như thế nào? Thì nói chung là có ngoại hình là cao, dễ thương, cũng hòa đồng, vui vẻ. Mà có thể là tự tin hơn anh trong cái sự giao tiếp chứ đám đông. Anh thì anh cái đó hơi tệ tí. À, nếu như mà hai đứa mình có thể đến được với nhau á, thì anh sẽ có dự định gì? Thì đến thì cưới thôi. Anh cũng có sự chuẩn bị sẵn sàng hết cho hôn nhân. Tính của em á, là em muốn người con trai phải quan tâm đến mình. Dù là những cái chuyện nhỏ nhặt nhất. Ví dụ như là em sẽ chia sẻ với anh. Và em cũng hy vọng là cái người đó cũng chia sẻ lại với em. Anh ít thể hiện tình cảm cho bên ngoài. Chứ không phải là mình không biết quan tâm. Dạ. Tuy là không phải là quá lãng mạn nhưng mà anh biết điểm dừng và biết làm bạn gái mình vui và hạnh phúc. Hẹn hò thế nào với cái khoảng gọi là đường đi của hai bạn? Của em ở đâu ta? Dạ em ở quận 11 anh. À, em ở quận 11. Có gần anh không?
Anh hiện tại là đang ở quận 12. 11 và 12 sát bên có dạ, quận rồi, sát sát liền. Sát cái số thôi. Anh có ngại đường xa không anh? Anh làm giờ hành chính, 4:30 là anh về rồi. Không vấn đề gì đâu em. Hồi nãy là nghe nói là đi nhậu anh. Thì không biết anh có thể dẫn em đi theo được không? Được chứ, bình thường nếu mà em cũng được mừng nữa. Tại vì em được em chở anh về, được em đi. Anh đi nhậu là anh cũng rất là ít. Thường là lăn quay ngã ngửa là bạn thường được phải chở anh về. Em không được thì em chở anh về, mà em muốn được thì em cũng chở anh về. Đơn giản vậy thôi. Cỡ nào em cũng chở anh về. Anh có thích con nít không anh? Thích chứ, em anh có thích con nít. Dạ. Rồi, hết thời gian. Nào. Rung động, chúng ta hãy bấm nút. Không rung động, chúng ta dành nút bấm đó cho biết bao nhiêu người khác đang theo dõi chương trình. Đừng lo lắng vì điều mà chúng ta bấm nút hay không bấm nút. Suy nghĩ thật kỹ và hãy đưa ra quyết định của mình sau 3 tiếng đếm. 1 2 3 Hết thời gian. Hết thời gian. Xin mời hai bạn. Thôi rồi. Tại sao đặt tay trên nút bấm rất lâu rồi mà bấm mà nó không vô? Nắm tay nhau đi hai bạn. Không. Ôi chào anh ha. Thì bây giờ mình sẽ bắt đầu mình giới thiệu đầy đủ về họ, tên, tuổi, quê quán và công việc của mình nha. Mình tên là Hồ Thanh Hưng, quê quán là ở Chợ Mới An Giang. Năm nay là 34 tuổi. 34 tuổi là coi như sinh năm bao nhiêu ha? 1988. À, sinh năm 88. Rồi, hiện tại là anh đang làm công việc gì ở An Giang? Hiện tại là vẫn chưa đi làm, thời gian này còn nghỉ ở nhà với ba mẹ. À, vậy lúc đó trước hả? Là có đi làm nhưng mà thời gian này nghỉ, hiện tại ở nhà phụ gia đình vậy thôi chứ chưa có đi làm lại. À, chứ hôm trước là anh làm công việc gì? Lúc trước, mấy năm trước là có đi Đài Loan, có đi học trung cấp xong rồi đi Sài Gòn làm được 2 năm rồi đi Đài Loan, tới giờ mới về đây, rồi thời gian này ở lại với ba mẹ chứ chưa có đi làm. Mới đi Đài Loan, coi như là đi Đài Loan qua đó là mình làm mấy năm bển? Dạ, làm 9 năm. Rồi, đi từ năm 2011. Rồi đi làm vậy về có để dành được số vốn nào không? Thì cũng lo nhà cửa đồ sửa sang rồi thuê cắt rồi lại sắm sửa, thì nói chung thì làm thì cũng đâu vô đó rồi. Cũng lo bán nhà cửa đồ ổn định hết trơn rồi. Rồi mình có dự định là mình sẽ làm cái gì sắp tới không? Thì trước mắt thì ở nhà với ba mẹ, thì nếu mà tìm được thì mình coi thương lượng với bạn gái coi là chỗ nào nếu mà mình môi trường mình thuận lợi mình làm thì mình ở đó mình làm, cũng như cái hiện tại là cái mình chưa có đi làm á nên là tự do về cái khoản đi đứng hơn. Còn hiện tại là anh phụ gia đình, là gia đình làm cái gì? Chỉ nhà coi ba mẹ rồi thôi, lo cơm nước rồi cho ba mẹ, tại ba mẹ cũng lớn tuổi á. Còn ví dụ như đi làm thì kêu chị gái về ở. Rồi ok. Như như đi xa nhà lâu rồi đó, như muốn gần gũi với gia đình nhiều hơn. Nên là trước mắt thì chưa có đi. Coi như là anh về ở gia đình được bao lâu rồi, năm chưa? Cũng hơn rồi, năm mấy rồi. Rồi ok, bây giờ anh nói một xíu về bản thân mình nha, những cái điểm mạnh, điểm yếu của mình như thế nào. Thì điểm mạnh thì tính tình của mình thì hiền với hiểu chuyện rồi, với hòa đồng với bạn bè. Với cũng vui vẻ. Ok. Rồi còn điểm yếu là cái gì? Điểm yếu là điểm yếu không biết là điểm yếu là nó là ưu điểm hay là khuyết điểm, nhưng mà thấy nếu mà mình nói điểm yếu thì cũng đúng, cũng như là hơi sao ta? Thôi sao? Cái ưu điểm, cái khuyết điểm cũng là ưu điểm luôn á, là cái dạng như giống như là hiền quá rồi cũng như là nhẫn nhịn nhiều á. Biết nhẫn nhịn nhiều á, thành ra là khuyết điểm. Cũng như thường thường sẽ là nhường cho người ta trước, nhưng mà
Nhưng mà mình cái lúc mà mình nhường người ta thì cũng như là chịu đựng về phần mình, thiệt thòi về phần mình hơi nhiều á, thành ra cái khuyết điểm cũng là cái ưu điểm luôn. Rồi, ok. Trước giờ anh trải qua mấy mối tình rồi? Hồi lúc trước lâu rồi thì trải qua hai 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 mối tình. Kéo dài anh chia sẻ là hai mối tình đó nha. Cái mối tình đầu tiên á, thì mình quen người đó thì cũng tầm khoảng 1 năm, thì do cái môi trường làm việc xa đó thì mình chủ động mình chia chia tay trước. Rồi thì cũng hiện tại thì cũng vẫn còn làm bạn bè thôi chứ cũng không có nghĩ xa. Còn mối tình thứ hai á, thì người ta chia tay mình trước. Thì nói chung là cũng do yêu xa với đi làm bên kia đó, cái thời gian gần gũi nó không có nhiều nên là xảy ra nhiều vấn đề đó. Thì mình cũng có cho người kia cơ hội nhưng mà không được rồi nên thôi luôn, rồi tới bây giờ là chưa có yêu lại. À, là bao lâu rồi mình không yêu ai? Cũng 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 lâu rồi, nếu mà tính mối tình thứ hai là đảo về đây là tầm khoảng 6 7 năm rồi đó, từ 2015 tới giờ. Rồi, rồi về là ba mẹ rồi có hối cưới hay gì Có thì giờ cũng không? hối dữ lắm mà tại vì mình cũng chưa tìm được nên là mình cứ nói cho qua chuyện thôi chứ. Rồi, ok, bây giờ anh mong muốn một người như thế nào để phù hợp với mình Thì cái gu của em là gu gia đình đó chị, nè? thì nên là muốn tìm một người bạn gái là như là hiền lành đồ, chững chạc, quan trọng là cái chững chạc, hiền mà phải chững chạc biết chuyện hiểu chuyện rồi đó, biết yêu thương chăm nom gia đình đó. Cái gu mình thì nó cũng nói chung là đơn giản nhưng cũng hơi bị khó tìm đó. Giai đoạn này cũng hơi khó tìm. Rồi là về vùng miền tuổi tác thì sao? Nếu tuổi tác thì cũng không quan trọng lắm, nhỏ bây giờ thì cái tầm mình cũng ba mấy rồi thì trên lệch một vài tuổi cũng không sao. Cái đó quan trọng là cái người đó tính tình hiểu chuyện với chững chạc, biết suy nghĩ cho đối phương thì cũng không thành vấn đề. Tuổi ví dụ người ta lớn hơn mình 1 2 tuổi thì được không hay sao? 2 tuổi thì quá tốt thôi nếu mà À, 2 tuổi không thành vấn đề quá tốt lớn hơn 2 tuổi được đúng không? được được vài tuổi thì không sao. Rồi vùng miền cô này thì sao? Vùng miền thì em nghĩ là chắc mình khoanh vùng khu vực miền Nam thôi chị, miền Nam để mình tới lui cho nó cũng thuận tiện á. Rồi, ok. Có yêu cầu gì đặc biệt ở cô này nữa không? Em thì vòng vòng thì cũng không có gì nhiều, thì như hồi nãy em nói chị đó, thì quan trọng là tính tình hiền lành rồi chững chạc rồi hiểu chuyện biết chia sẻ rồi là ok rồi. Nói chung là gu là gia đình đó. Rồi, ok. Thì anh ví dụ như gặp bạn gái thì mình cũng biết phải dự định tương lai mình sẽ như thế nào, rồi là mình sẽ có làm cái công việc gì đó ha, thì mình cứ dự định rồi mình chia sẻ cho bạn gái biết đó nha. Rồi, ok, có gì anh đợi thông tin từ từ chương trình ha. Rồi, cái gì là chương trình sẽ thông báo cho mình biết, nếu mà mình được chọn thì mình sẽ trao đổi thêm với biên tập nữa ha. Dạ, cái này có biết thời gian khoảng bao lâu không chị? Thì tháng nào chương trình cũng ghi hình hết á, quan trọng là nếu mà À, có. cái kết quả được chọn thì chương trình sẽ báo sớm trong tuần này ha, Dạ, còn quan trọng là dạ. phải có người phù hợp nữa nha. Dạ, dạ. Rồi, ok Rồi em cảm anh. Dạ. Nha, xin mời mình giới thiệu. Ủa, mình đang chạy xe hay là mình đang đi trên xe hả? Rồi mình kết nhanh ha, mình chia sẻ cái thông tin của mình về công việc, tên tuổi, quê quán của mình đi ạ. Tên là Lê Văn Khắc, hiện tại em đang ở Bình Tân, Hồ Chí Minh. Công việc của em là quảng cáo trang trí Rồi mình nói một chút là điểm mạnh điểm yếu của mình nhé. đồng thì tức là biết là nếu em là không có tự tin, Không tự tin cái gì em? kiểu như nhiều người quá để mình làm.
Không, em không tự tin về cái gì á, chị nghe chưa rõ. Rồi, bạn chia sẻ một chút về đường tình duyên của mình đi ha. Cái đường trường nó cũng hơi khó nghe quá. Rồi. Anh kể hết luôn thì sao chị? Mình được bao nhiêu mối tình rồi ạ? Ba. Rồi mình chia sẻ đi, những mối tình nó như thế nào, rồi tại sao mình chia tay? Mối tình đầu tiên là lúc 16, 17 tuổi thôi, còn đi học thì cũng quen bạn đó rồi. Xong khi mà 30 tuổi đi bộ đội thì bạn đó thì lấy chồng. Mối tình thứ hai thì quen vài tháng tìm hiểu thôi, xong rồi có gặp mặt với gia đình bạn đó thôi. Bạn em cũng không thích, xong rồi chia tay. Mối tình thứ ba, rồi em quen nhau cũng được 5 năm, xong rồi bạn đó cũng bỏ đi lấy chồng. Rồi thôi, em muốn tìm một người như thế nào? Em thích cao hết cơ, mặt mũi. Để nhìn một tí là nói chung bạn đó mà có cái đạo hậu bên thực hiện chú giáo những anh thì càng tốt. Đây đặc biệt em quan trọng nhất là cái công trình của con đó đó. Rồi về quê quán, rồi công việc thì có yêu cầu gì không em? Cháu cùng quê hoặc gần quanh quê, hiểu. Em cũng mong muốn là người đó sẽ kiểu như về với nhà em, sinh sống với em, như kiểu như làm dâu. Tại em là con út trong nhà, chỉ có ba với mẹ thôi. Còn mình em còn mấy chị thì đi lấy chồng hết, chỉ có mình em. Trai. Mà em muốn em biết sống với chị. Rồi thôi, em có ca hát gì được không? Được, nhưng mà tại vì bây giờ thì nói thật là chị nghe nó khó quá, khó nghe được gì đó. Nên là thôi được rồi, nếu chương trình chọn thì sẽ gọi lại cho em nhé. Rồi, cảm ơn em. Dạ, mình phỏng vấn xong rồi đó, anh bấm tạo kết thúc cuộc gọi giúp em nha.